Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Truyền hình nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, an cư, lạc nghiệp là điều mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thì việc được ở trong một ngôi nhà kiên cố là mơ ước có khi cả đời không thực hiện được. Tuy nhiên, nhờ sự chung tay của các cấp hội chữ thập đỏ tại các địa phương, mà hàng năm lại có thêm nhiều những ngôi nhà chữ thập đỏ ấm áp, nghĩa tình được xây dựng. Mô hình làm nhà chữ thập đỏ đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, chăm lo phát triển kinh tế. Hiệu quả của mô hình làm nhà chữ thập đỏ cũng là nội dung chính được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động của các cấp hội chữ thập đỏ diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai vừa tổ chức huấn luyện sơ cấp cứu cấp 1 cho 150 cán bộ giáo viên, cán bộ phụ trách công tác chữ thập đỏ trong trường học tại các huyện Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Sát, Mường Khương và thành phố Lào Cai. Trong chương trình huấn luyện, các học viên đã được hướng dẫn và thực hành các kỹ thuật cơ bản về sơ cấp cứu tai nạn thương tích như kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp, sơ cứu dị vật, tắc đường thở, sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu chảy máu, sốc, sơ cứu vết thương phần mềm, băng bó vết thương, sơ cứu gãy xương, kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn, sơ cứu bỏng, đuối nước và điện giật. Chương trình huấn luyện nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu để cán bộ hội viên tình nguyện chữ thập đỏ tham gia công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thiên tai, phòng chống tai nạn giao thông trong lao động và sinh hoạt hàng ngày tại trường học và cộng đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai cũng vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2020 cho trên 100 đại biểu là đội ngũ cán bộ các hội cơ sở trực thuộc huyện Simacai. Trên 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên ban chấp hành, chi hội trưởng hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn và 41 đơn vị trường học trực thuộc đã được truyền đạt các nội dung về hội chữ thập đỏ Việt Nam, phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và công tác đối ngoại của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, công tác xây dựng quỹ hội, vận động nguồn lực, vận động hiến máu tình nguyện, công tác sơ cấp cứu và phòng chống tai nạn thương tích. Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác chữ thập đỏ tại các cơ sở có cơ hội mở rộng kiến thức, vận dụng các kỹ năng sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển và hoạt động hiệu quả. Sáng ngày 8 tháng 12, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tổ chức gặp mặt các câu lạc bộ, nhóm đội, cá nhân hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong những năm gần đây, Lào Cai xuất hiện nhiều tổ chức, nhóm hoạt động thiện nguyện có sự tham gia của nhiều thành phần xã hội, ngoài đơn vị chủ lực là Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và các hội cơ sở. Trên địa bàn toàn tỉnh còn có trên 40 nhóm hội, câu lạc bộ hoạt động thiện nguyện thường xuyên. Mặc dù quy mô tổ chức, hoạt động, tôn chỉ, mục đích của mỗi câu lạc bộ, hội, nhóm thiện nguyện khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung căn bản, gắn kết cộng đồng, sẻ chia yêu thương, huy động mọi nguồn lực, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Tập trung hướng đến đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiều hội nhóm đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện và tạo được uy tín. Tuy nhiên, hầu hết các hoạt động thiện nguyện đều mang tính tự phát, chưa có sự điều phối phù hợp, còn có tình trạng bị chồng chéo hoặc bị bỏ sót, dẫn đến hiệu quả các hoạt động thiện nguyện chưa cao. Tại buổi gặp mặt, đại diện các hội nhóm câu lạc bộ thiện nguyện đã chia sẻ về hoạt động tình nguyện trong thời gian qua, nêu lên những tồn tại khó khăn trong quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy phong trào thiện nguyện trên địa bàn. Buổi gặp mặt là dịp đánh giá kết quả hoạt động của các cá nhân, câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện trong thời gian qua, qua đó tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức các hoạt động và đề ra các giải pháp để phát triển câu lạc bộ, đội nhóm thiện nguyện một cách hiệu quả, chất lượng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chương trình phát triển nông thôn mới của địa phương. Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã tích cực huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà chữ thập đỏ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngôi nhà chữ thập đỏ được trao tặng không chỉ đơn thuần là những tài sản có giá trị, là chốn đi về, che nắng, che mưa của gia đình, mà còn là nơi chứa đựng tình cảm của những người làm công tác nhân đạo, là sự sẻ chia của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm đối với những hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở. Nhiều năm trước, bà Hoàng Thị Nhìn sống cùng vợ chồng người con trai và mẹ già hơn 100 tuổi. Nhưng rồi bà chỉ còn lại một mình. Khi con trai mất sớm, con dâu đi làm ăn xa, mẹ già cũng qua đời. Xét thấy hoàn cảnh gia đình bà Nhìn vô cùng khó khăn, tuổi cao sức yếu, không có điều kiện làm mới ngôi nhà dột nát đã lâu. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kết nối cùng Quỹ từ thiện Trương Nhã Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bà Nhìn 30 triệu đồng xây dựng nhà chữ thập đỏ. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 65m² đã được hoàn thành. Tại lễ bàn giao, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giao và bà con nhân dân sinh sống trên địa bàn xã cũng đã trao tặng bà Hoàng Thị Nhìn nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa bằng tiền mặt và vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày với tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Còn bây giờ các cấp chính quyền thì các nhà hoạt hảo tâm có này ủng hộ bà, hỗ trợ bà làm được cái nhà cho bà quá cảm ơn. Bà không có nhà ở, mưa nó không dột, coi là không sợ cái gì nữa, thì bà rất phấn khởi, vui mừng. Trước đó, trong tháng 10 vừa qua, ông Sùng A Vả ở thôn Nậm Mả, xã Nậm Mả, huyện Văn Bàn cũng được đón nhận niềm vui trong ngôi nhà mới. Công trình nhà chữ thập đỏ của ông Sùng A Vả được khởi công xây dựng từ tháng 8 năm 2020, hoàn thành sau 2 tháng thi công. Với thiết kế nhà cấp 4, 3 gian, diện tích xây dựng hơn 60m², kinh phí thực hiện gần 60 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ kết nối kêu gọi tài trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra là sự giúp đỡ hỗ trợ của các ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn, nhân dân trong thôn giúp đỡ bằng ngày công lao động. Hộ ông Sùng A Vả có 4 nhân khẩu là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước khi được hỗ trợ, gia đình ông sống trong căn nhà tạm, xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà mới được hoàn thành không chỉ giúp gia đình ông có cuộc sống an toàn, ổn định hơn, mà còn góp phần giúp xã Nậm Mả hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Còn với gia đình ông Triệu Văn Trường và bà Điền Thị Thắm, thì dù đã dọn về nhà mới gần 2 năm nay, nhưng đến nay ông bà vẫn không quên được cảm giác ngày đầu tiên được ở trong căn nhà mới khang trang. Trước đây gia đình bà Thắm phải sống trong ngôi nhà vách nứa dột nát, có nguy cơ sập đổ, lại thêm cậu con trai bị viêm màng não thường xuyên đi viện. Bởi thế mà chưa khi nào ông bà dám ước mơ về một ngôi nhà mới vững chắc. Cảm thương với gia cảnh của gia đình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm, hỗ trợ gia đình bà Thắm 50 triệu làm căn nhà mới. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai cũng đã vận động sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và bà con hàng xóm để ngôi nhà nhanh chóng hoàn thành. Ngôi nhà mới khang trang với 60m² là món quà ý nghĩa, là động lực để gia đình bà Thắm phấn đấu vươn lên. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ được căn nhà khang trang. Bây giờ gia đình cũng cảm ơn. Bây giờ gió mưa không bị nữa thì gia đình vẫn phấn khởi. Cảm ơn. Trên đây chỉ là 3 trong số những hộ gia đình khó khăn nhận được sự hỗ trợ làm nhà chữ thập đỏ trong thời gian qua. Thực hiện chương trình công tác của Hội Chữ thập đỏ tỉnh gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội,
chương trình phát triển nông thôn mới của địa phương, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã chỉ đạo đến các hội cơ sở, rà soát, lập danh sách các hộ gia đình nghèo, nạn nhân da cam, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà hoặc nhà ở rột nát, không đảm bảo an toàn, nhà bị hư hỏng, sập đổ do thiên tai, để vận động nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà mới hoặc sửa chữa nhà. Từ năm 2009 đến năm 2019, đã có 144 nhà chữ thập đỏ được xây dựng. Mỗi ngôi nhà trị giá từ 30 đến 50 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa 44 nhà, mỗi nhà trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng. Tổng trị giá cho hoạt động này là 7,8 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các mạnh thường quân thực hiện hỗ trợ xây dựng và bàn giao 9 công trình nhà chữ thập đỏ với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Trong đó, quỹ Trương Nhã Quỳnh, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện hỗ trợ 3 nhà với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Những ngôi nhà chữ thập đỏ được trao tặng không chỉ đơn thuần là tài sản có giá trị, là chốn đi về che nắng che mưa của mỗi gia đình, mà còn là nơi chứa đựng tình cảm của những người làm công tác nhân đạo, là sự sẻ chia của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm đối với những hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở. Đó cũng là niềm động viên để các cấp cán bộ hội chữ thập đỏ quyết tâm triển khai thật tốt mô hình xây dựng nhà chữ thập đỏ trên địa bàn. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục vận động các nhà hảo tâm để xây dựng các mục tiêu là xóa nhà tạm để góp phần với địa phương xây dựng chương trình nông thôn mới. Thì Hội Chữ Thập Đỏ Lào Cai là có hiện tại là đang thực hiện cái chương trình là giới thiệu các địa chỉ nhân đạo qua cái phần mềm điện tử mà Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đang xây dựng. Thì đây cũng là một trong những cái đề án và nội dung rất là mới. Qua cái cổng thông tin này thì sẽ giới thiệu được đến các nhà hảo tâm trong các mạnh thường quân trong cả nước và thậm chí cả quốc tế. Thì qua cái ngân hàng điện tử này thì một mặt là giới thiệu các địa chỉ nhân đạo cần trợ giúp, đồng thời là các nhà địa chỉ căn cứ những điều kiện khó khăn đó thì họ sẽ xây dựng đề án và ủng hộ cho Hội Chữ Thập Đỏ. Em cũng huy động bạn bè trên Facebook, rồi người thân, thì mỗi người một chút chút gom vô, thì em khi nào em gom đủ là 30 triệu là em sẽ đi gửi cho Hội Chữ Thập Đỏ, bởi vì em rất tin đây là một nơi rất là uy tín. Hội Chữ Thập Đỏ sẽ liên kết với chính quyền xã và tất cả mọi người xung quanh hàng xóm đó, huy động giúp đỡ cho gia đình đó nữa. Có thể nói mỗi một nhà chữ thập đỏ mới được xây dựng đã mang đến niềm tin, động lực, sự khích lệ to lớn cho những người nghèo, người kém may mắn. Qua đó cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân, tinh thần tương thân tương ái, tính nhân văn của cả cộng đồng xã hội dành cho những người yếu thế. Thời gian tới, để nhân thêm những ngôi nhà tình nghĩa, chữ thập đỏ, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với các địa phương trong tỉnh, tổ chức các hoạt động khảo sát, lựa chọn đối tượng hưởng lợi, triển khai giám sát công trình, đảm bảo tốt các yêu cầu về chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan đơn vị, nhà hảo tâm, cán bộ hội viên Hội Chữ Thập Đỏ và nhân dân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ để những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhà, ổn định cuộc sống. Chương trình truyền hình nhân đạo tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.